Xin chào các bạn nhé. Chào mừng các bạn trở lại với Ado TV các bạn. Một video ghi hình những cái cuộc cảnh cuộc sống hàng ngày nữa ở gia đình mình các bạn. Hôm nay thì ngay ở trước cổng nhà bà B đang dọn nhà, chuẩn bị khu vực nhà có cỗ các bạn. Đi dọn nhà để mấy hôm nữa tiếp khách. Nhà lại có cỗ rồi. Và tiến tới là nhà chú sẽ cưới em chú của mình các bạn. Thằng hai thì gọi là em chú hay em gì nhỉ? Chú. Em chú rồi, đúng rồi, gì nữa nhỉ? Chú. Em có nhà chú ấy thì là em chú. Đang dọn dẹp tất cả mọi thứ ở đây các bạn, cho nó sạch sẽ. Đây. Để thêm nữa làm cỗ to lắm, 150 mâm cỗ. Bây giờ thì sẽ phải dọn dẹp hết tất cả cái khu vực đường này xuống nhà, rồi là bác giạp các thứ. Về hôm nữa mọi người đến đây ăn cỗ thì anh em ở xa về, mọi người thì sẽ tập trung ở nhà mình, đó chính là ông bà nội, ông bà ngoại, ăn ở ngủ nghỉ đấy. Sẽ ở khoảng 2 đến 3 ngày các bạn. Mọi người đến hộ, mọi người đến chơi. Đó. Nên là sẽ dọn dẹp sạch sẽ vì không thể để nhà bẩn được các bạn. Ở đằng xa xa thì mọi người đang bắc rào rồi các bạn nhé. Tí nữa mình sẽ ra đấy ghi hình luôn. Vì mấy hôm nay sợ nó mưa nên là bắc rào trước 2-3 ngày. Đó. Nixon đi cắn nhau đâu các bạn, mấy hôm nay bị khâu 7 mũi, bị sẹo một bên sườn kìa các bạn. Mấy hôm nay nó không ăn cơm nó đau ấy. Hôm qua thì vừa gọi thú y về khâu cho nó 7 mũi, bây giờ nó lại khỏe lên một tí rồi. Ôi Thúy ơi, có cây cọ này các bạn, nhà mình có mấy cây cọ luôn. Đó, ở trên này có cây cọ có quả này, bây giờ đang là mùa cọ đấy, quả cọ ấy. Thử mượn cái thang ở chỗ rừng rạp về lấy xuống ỏm xem có ăn được không đi. Không, thang chỗ rừng rạp cao mà. Lấy một tí cọ để xuống cho mọi người ăn thử xem nào. Nhà có mà cứ phải đi mua. Mấy hôm nay mùa đông âm u các bạn, nên là ghi hình lúc nào cảm thấy nó không thấy trời xanh mây trắng gì cả, lúc nào thấy âm u. Đây là cái rạp mà chuẩn bị cái đám cưới 150 mâm của nhà chú đây các bạn. Đó, bác rào vào trước được cái sân, cái bãi này cực kỳ rộng luôn. Bây giờ mọi người cùng nhau dọn dẹp các thứ ở đây này. Ghi hình một chút cái khung cảnh, đang sửa cái ống nước đốt cái này. Bà B đang lấy một mấy cả cọ ra kiểm tra xem nó có ngon không các bạn. Xem nào, nó rơi xuống để tí nữa kiểm tra xem. Cây này nó rơi xuống như này thì đi rửa được mà. Cây này thì quả hơi bé. Cây này quả bé này, bình thường quả to lắm mà. Quả
Quả này ngon lắm. Ăn tươi thì nó chát đúng không ạ? Siêu chát luôn. Có phải? Nhưng mà phải ỏm lên cơ. Kiểm tra nó dày thế này, vậy là nó vàng vàng này thì khả năng là ngon rồi. Khẩn chát đâu, khẩn chát đó. Mới có khẩn hỏ. Lấy tha về lên, khả năng cây này là rất là ngon rồi. Ăn này nhục nhòm lắm. Không ăn được nữa đâu. Mặc áo trắng, phải mặc áo bà mẹ vào đi, tí hỏng hết áo mày á, không nên nữa đâu. Anh đây khẩu mưa nó tí mất nhưng mi phần này mày. Nó lấy mất áo đó. Không tha cây bò. Ba. Cô nó ăn lão luôn. À lão luôn rồi. Châu châu này ạ mày. Cái này bà hả? Qua đây ạ. Đây đã. Bà con kia con đang đứng ra chắc một khà nó nhà một cái khổng. Ôi dạng thế đi ở đây, treo mình làm gì? Treo mà làm treo à, mới đào đồng của mình vậy nè. Cái treo đấy à. Ê, không ai dễ ăn đâu các bạn ạ. Ui, cào lắm. Không chèo đấy. Không làm thế nào nữa. Hả? Chọc rồi, nó chọc rồi. Ui, không ăn được đâu. Dễ ăn mà, anh ở dưới này anh móc xuống được mà. Móc thôi, không ăn được đâu, không dễ ăn đâu. Ôi, có mấy khử này ơ, hôm nay có vẻ em. Có những ôi, dưới này. Thôi, áo này má móc, áo kì ăn kì nè. Đây này, mi bá không mỉ. Không biết làm nhờ, vẫn rất thích tham gia. Đôi nhặt nhé, tao đi rồi lấy thuốc. Hả? Thở, nhặt đi chuột. Đây này con. Chọc được mấy quả cọ ông mệt phết các bạn. Bác đưa quay video à? Đúng rồi. Quay cái thằng đầu chọc. Cái bộ đầu của mày mà tao ơi. Tao mau đi. Xuống đây hồ nhặt đi, xuống đây hồ nhặt cọ đi. Để ỏm ăn. Bây giờ thì sẽ đi ỏm các bạn nhé. Đi ỏm xem có ngon không, kiểm tra xem. Ui mệt. Không phải ăn được mấy con cọ đơn giản đâu, mệt lắm. Trồng rau này có kịp đám cưới không thím? Chắc không kịp đâu. Kìa đám cưới hôm nay mới trồng. Tưởng trồng rau thì đám cưới ăn. Ấy nhà giàu nó lại về tiếp rồi này. Đi ỏm cọ đi. Đi sang nhà chú đây đi. Đi vào đây à? Chú xuống đi.
Còn 3 ngày nữa, 4 ngày nữa thì mới cưới các bạn. Hôm nay thứ 7, chủ nhật thứ 2, thứ 3, thứ 4, 4 ngày nữa mới cưới nên là làm dạp trước thôi để sợ nó mưa ở chỗ này nó bẩn đấy. Làm dạp trước ăn dần đi. Ăn dần đấy, tối nay bắt đầu có cỗ rồi. Các bạn lên đây mình tiếp. Không phải đám cưới mình đâu nhưng mà lên đây mình tiếp các bạn. Bây giờ thì sang nhà thử cái món cọ này xem nào. Cọ ỏm. Thì biết cách ỏm không thì? Không có. Em ỏm mấy lần dưới nhà. Ở dưới nhà không có. Trời ơi, trên này có dưới nhà không có. Biết đâu có thấy cây nào đâu. Đi, đi sang nhà này cho nó đổi không khí một tí nào. Đi quay nhà đẹp tí. Nhà sàn đẹp không các bạn? Vừa làm xong đầu năm nay. Nhà sàn bê tông các bạn. Lấy cọ sang đây ỏm đi ông nhé. Đi, đi lên nhà đi. Đi quay ỏm cọ các bạn nhé. Nhà chú ấy có cái này để gọi. Đây là cái chải mình sử dụng xong mình treo lên cho nó khô để cái lưới nó đỡ bị mủn đấy, cái cước nó đỡ bị mủn đấy. Đi vào đây. Đánh giá con về quay nhá. Ok. Đây rồi, đun bếp và đun nước rồi. Mình chỉ biết nướng cọ ăn thôi chứ mình không biết ỏm cọ các bạn. Thì hồi bé đi lên đồi thì không có nồi nếp mà, chỉ biết nướng thôi. Còn ỏm thì toàn các anh làm cho ống nứa ỏm. Mẹ ơi, cọ là cái gì đấy? Hả? Không biết cọ là cái gì à? Đó. Có. Cọ là cái gì nhà? Hả? Cọ là cái nhà. Đây là gỗ à? Con này hơi bé nhỉ? Sợ đầu mùa, sợ nó con chưa mềm. Đầu mùa cái gì, bây giờ lạnh lắm rồi, bình thường. Bây giờ tháng, gần tháng Tết rồi còn gì nữa. Mọi người thì đang chờ nước nó ấm lên các bạn. Cái này thì đun nước không để nó sôi đâu các bạn nhé. Nó rơi khoảng tầm 5-60 độ thôi. 5-60 độ C thì cho vào ỏm. Đúng không? Đúng rồi. Được không chưa? Trước kia bà nội dạy ỏm là như này này. Cho tay vào thấy bỏng bỏng là lấy ra thôi. Đúng không? Cho cả cỏ vào luôn. Thế thì thôi. Nguội quá tăm tăm xung quanh đi. Nó nguội quá lại không nói được, không chín được. Ổng cỏ cho chưa cho nước, chưa cho cỏ vào. Chưa. Vâng, người ta cho làm như thế nó mới ngon. Nó cứ ngay cái này nước cần sôi vào. Thả phát mang xuống, bác xuống thả vào rồi ấy. Người ta cho vào cho tay vừa ấy. Cho tay đấy, người ta cho tay, người ta phải sóc. Cái này mình có sóc đâu. Nếu mà thế mình phải sóc. Sao cho lửa bé bé mình mới bóp dần đi. Anh em mà không biết gì. Không, nếu mà mình chắc thì làm thế thật. Cho lửa bé bé thôi. Đúng rồi, trước bà ngoại làm thế, bà nội bà ngoại làm thế mà. Cho tay vào đảo đảo đi. Cho cái lẹm vào đây sóc cho nó. Hết cái này này. Cái lẹm hoặc là lấy cái cành cọ của nó này nhỉ. Cho vào sóc nó. Cái cành nứa được mà. Được rồi, chị ơi, nó già lắm rồi đây này. Ngon đi sổ, mình thì có đi. Ui, hai bên đi. Thôi mà. Đặt luôn tay nhá. Vâng, thả vào không đậy bung vào một tí thôi. Mà có thể mà. Ôi, bé không thử coi. Thì đã không ngon tại cháu Thùy hết. Không phải đâu, không ngon là do cọ thôi chứ không phải là. Không ngon do cọ thôi. Rồi, đậy bung vào. Tầm 10 phút, 15 phút nên mới ăn. Chờ 10 phút các bạn. Quá đơn giản. Ẩm cọ. Không còn được đây. Lâu nó chở cắp làn thì nó. Kiếm chậm. Anh ơi. Quân Mỹ. Chứ kính ơi. Thứ nhưng mà cũng tạm được rồi. Áo kiểm tra xem nào. Đá đi. Đi đá đi. Thôi thôi cũng cứ một tí đấy. Tí nữa chắc được. Một tí là được đấy. Đi vào nhà. Chưa chín được đúng không? Tí nữa. Ok đấy, được đấy. Mai được chém đấy. Chém được mà. Chém được mà. Ăn được mà cái đấy. Đi kiểm tra là ăn được, mai chém cả cây các bạn. Như đấy. Không phải đâu, mai trèo lên lấy.
thử một cái xem nào. Chưa đủ thời gian đâu. Đi làm. Ăn quả anh và bà lấy. Ông hàng bên. À nóng. Ăn được không? Ui, còn chưa chín nhá. Chưa chín đâu. Để một tí nữa. Ông sống người đau bụng chết. Bố bố lưng phải đeo bỉm mới làm này Huy. Đái cả ngày, đi đái, đi đái. Ồ. Nóng bỉm à? Ừ, chắc chắn cây này ngon các bạn. Ngon mình cái đấy mà. Nó chưa chín là để một lúc. Còn cây phần ơi. Béo. Ồ, mẹ có ấy rồi. Ừ, bếp chưa chín đâu. Cái cọ này ngon đấy các bạn, nhưng mà vừa rồi làm thì nước hơi nóng. Nên trục trặc kỹ thuật về nước. Vậy là toàn người biết ăn không biết làm thôi. Đúng, bà nói đúng. Chỉ biết ăn nó không biết làm. Có hai cành đây này. Một cành nó vàng xanh nhỉ. Nhưng mà một cành vàng nó vàng xanh đây này. Thế thì cành đấy là nó chưa hẳn là chín. Nó là đây. Đây này, nó phải béo béo cái này thôi, cành chả béo này. Bẻ cái quả chứ kìa. Cho mẹ. Ăn đi, cháu đi đâu ấy? Đây nè. Con dao cháu gọt cái vỏ. Ừ, thật không? Úi giời. Đấy, 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 đấy. Đây này. Quả này không, không ngon. Quả này xanh như thế nào? Không ngon à? Có một cành ngon, một cành không ngon. Ừ. Nó bị bóng châm. Cái cành xanh xanh đấy là chắc là dính vào cái lá quế ấy nhỉ? Này biết rồi, mà ngon dám ăn luôn. Phải đâu. Cái này là chắc dính nước rồi. Nó đàn đản này. Nước đàn. Đàn nằm. Ăn đi. Ăn đâu, không phải cái này chắc không phải cái ngon đâu. Một cây mà có cành ngon, cành không ngon các bạn nhé. Hay phết. Cành dính cái lá quế ấy, nó bị bóng châm ấy. Chắc là vẫn ăn được. Chỉ đầy thủy thí thôi. Thật mà, ăn nhiều cái này là ăn nhiều không tiêu. Khó tiêu lắm các bạn. Khó tiêu đấy. Không phải là khó tiêu mà lại thủy thí. Cái này thì nó có vị chát thì nó giống như quả ổi xanh ấy các bạn. Nên là ăn nhiều sẽ bị khó tiêu. Tính tẻ gọi là khí. Cái đông tẻ ốp là cái mà hả kia nhến. Thế biển thắng vậy? Thằng ở ba xuống. Ra ngoài phố xong bọn chú mang vào cho. Còn đấy ngon đi. Đấy, ngon em đi cho chị. Em không thích ăn đấy đâu ạ. Cành là cành đầu tiên mình lấy ấy là cành ngon. Phải không? Ồ, sao không phải? Cái cành mà giáp giáp bên trên đấy. Đâu xem nào. Cái cành nào có bông dâm ấy là cái cành xanh, mày mang qua lấy thử xem. Ơi đây này. Đây quả này ngon này. Ngon. Quả của anh đôi chứ phải là ngon. Ừ, ngon. Quả nó đậm đậm hơn. À, cái này mới ngon nhỉ, thấy cái này là nó nằm cũng đảm hơn. Thế à? Nó nằm đảm thế à? Mình chịu được. Ôi, đã nằm ấy. Cái quả của chị ngon đâu, quả này ngon. Mình cầm một quả nào nó bị cứng. Thế bà đã nằm á, cái quả ngon đấy không được nó ra được. Cả quả bé mới ngon này, quả to không ngon đâu. Ờ, đây thật, quả bé thật tròn đấy. Cái này đang cứ nhà bác qua được mấy cân về ăn với cái khách nào. Phải à, đang về xin. Đám cưới đấy, để đầy người ăn. Đi tiếp khách nữa. Bác Hồng chuẩn bị làm đẹp về. Đen chỉ người rồi. Ta chiều cứ tư nghe rằng. Sao nữa? Ôi quả to không ngon đâu. Chứ bà quả to không ngon đây. Này đâu rồi. Chưa đã. Mở hết. Nói chung là con ăn này là tạm được rồi nhỉ. Khoái bố thử. Ăn cho không chào. Nó không có Yến, nó không có tái nào rồi. Em không biết Yến đâu rồi. Người nào bác không vào rồi. Nó cân gì. Cái hàng của em bao giờ phải bấu rồi, cái khẩu hắn 5 kim. Người ta bảo thì kia không ăn được thì ăn hết một chủ cắt. Kìa quá à? Tả hạ cái dùng cơ ăn xong á. Dùng ăn rồi à? Ăn được ngọ. Thế anh chào ăn, hỏi cái bà kia là chào ăn được chưa cho để được. Thế bà kia không bán đâu mà. À chưa à? Dù có ăn cô có 9 tháng cô mới ăn. Yên. Bác đây này. Quả này ngon chưa? Quả cỏ nó là cái gì mà đời lắm. Chả biết được bà kia nó. Bác cụ ngày xưa thấy còn mang về dạ. Mà ăn mấy cơm.
cháu cứ ấy. Đúng rồi. À. Em thấy họ ăn mà. Quả cò ngày xưa thì các cụ sẽ đem về ỏm như này các bạn, rồi có cái cách gọi là bái khẩu các bạn. Là đồ sôi lên, xong bắt đầu là đồ sôi lên xong bắt đầu là trộn với cái cơm sôi các bạn. Và một chút thịt cá nướng nữa. Ăn. Đó chính là cái bái khẩu. Tự nhiên tối thế này. Ơ. 5 rưỡi rồi. Hả? Đi về đi. Đang nổ. Đi về thôi các bạn. Được ăn được nói được gói mang về. Đúng, được ăn được nói được gói mang về luôn. Bây giờ thì ui cái thang này. Cây này thì có cành ngon, cành không ngon các bạn. Mai thì nhặt tiếp, vừa rồi thì làm hơi lỗi kỹ thuật một tí. Ỏm thì nó bị quá nước ấy, nước nóng quá. Ui, cô Bin khóc rồi. Giờ về đến nhà cô Bin khóc rồi. Đó. Video này thì mình cái hình ngắn ngắn thế này đó các bạn. Một cái cảnh mà mọi người, anh em trong gia đình, anh em trong quanh nhà, hàng xóm láng giềng, những cái công việc thì toàn cùng nhau làm, cùng nhau chia sẻ với nhau. Và có những món ăn vặt thì gọi nhau về ăn vui vẻ các bạn. Cái tình làng nghĩa xóm. Mình ghi hình một chút, ghi hình lại cho các bạn cùng thấy cảnh ở quê như thế nào. Video này mình kết thúc tại đây các bạn nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo trên kênh Ado TV. Xin chào các bạn.